Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 0.044 tốc cần có ký hiệu là RFR. Một tốc cần RFR này đã list trên CoinMarketCap dưới giá là 639 đô các bạn, đã tăng 16%. Hiện tại tốc cần này nó đã khá là được thị trường đó các bạn, khá là tăng cao luôn các bạn. Màu xanh không. Rồi thì hiện tại tốc cần này đã list trên sàn Uniswap, quán đổi qua V2 nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, mở Telegram bấm start chatbot các bạn. Rồi các bạn bấm vào cho này đớp. Mình sẽ nhận được 0.44 token nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Rồi các bạn bấm đớp lên nè. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Các bạn bấm đớp lên nè. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter, like và retweet Messenger luôn nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn trình dẫn như tờ Twitter nè. Con này chạy trên nền tảng ERC20 nha các bạn. Rồi các bạn tờ Twitter lên nè. Rồi các bạn bấm vào mục submit detail nè các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link profile tờ Twitter của mình nè. Rồi bạn nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào mục hồ sơ nha các bạn, nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ THEC20 trên chocolate nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH nè. Hiện tại giá ETH còn 2.600 các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ làm cái link retweet nè các bạn. Thì các bạn cái link retweet hồi nãy các bạn đã retweet như thế các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào mục sơ nè. Tóc cần này nếu mà nó về là khá là ngon lành nha các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh trailer của nó đi các bạn. Quên join nữa. Rồi tất cả các bạn bắt đắp lên tất cả các bạn. Follow like và retweet post nè. Thì các bạn gửi lại cái bài hồi nãy được rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào sẽ tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, như vậy mà đã hướng dẫn các bạn nhận 0.44 tốc cần có ký hiệu RFB đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.